Tớ muốn nói chuyện với cậu. Chúng mình đi ra cà phê được không? Hà. Hà ơi, thế này là thế nào? Sao anh Cường lại chụp ảnh cưới với cậu? Hà, cậu bình tĩnh lại đã. Đi ra ngoài để nghe tớ giải thích. Em ơi. Chào chị. Anh Cường. Anh Cường trở về rồi. Anh Cường ơi. Chị là ai đấy? Anh... chị là ai? Bỏ tôi ra. Anh là vợ anh mà. Anh không nhớ em à? Anh Cường. Không. Anh trở về rồi. Chị bỏ tôi ra. Hà ơi, nghe tớ nói, cậu phải tin tớ. Hiện tại anh Cường đã bị mất trí nhớ. Anh ấy quên hết tất cả rồi. Anh ấy không nhớ cậu là ai nữa đâu. Anh không nhớ em là ai à? Em là vợ anh mà. Anh Cường, em là vợ anh đấy rồi. Không. Em đã chịu bao nhiêu khổ cực vì anh, chẳng nhẽ anh lại quên em được à? Ông, anh Cường, tôi không anh nhớ đi. Tôi không nhớ gì, tôi không nhớ gì hết. Hà ơi, Hà ơi, tớ xin cậu đấy. Hiện tại anh ấy đã tiếp nhận tớ là vợ của anh ấy rồi. Cậu là bạn thân của tớ. Sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Đúng. Vì cậu là bạn tốt nhất của mình, thế nên trước đây mình đã nhường anh ấy cho cậu. Còn bây giờ anh ấy không nhớ cậu là ai cả. Anh ấy là của mình. Chỉ một mình thôi, cậu biết đi. Anh Cường, anh phải nhớ lại đi chứ. Anh nhớ lại đi. Không. Anh nhớ lại đi mà. Em xin anh này. Tôi không nhớ gì, nước mắt tôi nhớ. Tớ xin cậu, cậu đừng kích động anh ấy. Anh ấy sẽ đau đớn không chịu được đâu. Cậu đã thấy cả rồi đấy. À, tớ xin cậu, cậu hãy quên anh ấy đi. Cậu hãy coi như là anh ấy chưa từng trở về. Bên cạnh cậu có Bi, có anh Khang, còn tớ, tớ chẳng có ai cả. Hãy